Dùng cái này đi. Hả? Tôi làm men từ rượu này. Nói gì vậy? Không đầu không đuôi gì hết. Ý là sao vậy? Tôi biết cách lên men. Còn anh thì dùng cái mũi đi. Ráng coi coi bao lâu thì men đủ để dùng được. Là sao? Chỉ còn mấy ngày nữa là thi rồi. Đừng để mất thời gian mò mẫm nữa. Làm chung luôn đi cho nhanh. Cái gì? Ê, đừng nói nay ăn lộn gì nha. Sao tự nhiên đòi hợp tác vậy? Anh suy nghĩ đi. Ngày nào hai thằng cũng phải mò mẫm như vậy thì cả hai sẽ cùng nhau chết chùm. Bây giờ bắt tay nhau qua vòng 2 trước. Vòng 3 thì sẽ tính sau. Anh thấy sao? Được thôi. Bắt tay thì bắt tay. Được thôi. Vậy bây giờ làm luôn. Đấy. Đưa tôi hũ bột gạo. À. Đưa tôi chén nước. Đầu tiên phải biết được tỷ lệ nào để cho ra được men đủ. Rồi tiếp nữa là thời gian và nhiệt độ. Phải biết bột nào lên men đó thì sẽ cho ra vị bánh ngon nhất. Thank you.
Phải nhớ là bột nhau thì thời gian là quan trọng nhất. À, biết rồi. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ôm.